tân huấn luyện viên Spurs cũng chưa rõ về tương lai của Harry Kane. Ngày 10 tháng 7, tờ Người bảo vệ của Anh dẫn lời tân huấn luyện viên Tottenham Spurs Ange Postecoglou về tương lai của tiền đạo Harry Kane. Tôi không dám chắc điều gì và cũng chẳng mong đợi điều gì cả. Bởi khi mà bạn phải giải quyết những vấn đề như thế này, bạn sẽ không thể khẳng định được một điều gì cả. Postecoglou cho biết, khi được hỏi về tương lai của Harry Kane và đội bóng thành London trong cuộc họp báo hôm ngày 10 tháng 7, đó là quan điểm của tôi. Tôi chỉ chấp nhận và cố gắng tập trung vào những gì đang có ở thời điểm hiện tại. Và điều mà tôi biết là Harry Kane là một phần của đội bóng và anh ấy đang mong chờ được quay trở lại tập luyện cùng với các cầu thủ khác, ông Ange Postecoglou chia sẻ. Đồng thời bày tỏ mong muốn giữ chân tiền đạo người Anh ở lại Spurs. Harry Kane hiện đang trong năm cuối cùng của hợp đồng với Tottenham Spurs. Tiền đạo 30 tuổi đang được Bayern Munich để mắt tới. Cùng giám đốc Đức đã đề nghị với mức giá chuyển nhượng 68,5 triệu bảng Anh để có được tiền đạo số 1 của Spurs. Tuy nhiên, điều này dường như không thể thay đổi được suy nghĩ của chủ tịch của Spurs Daniel Levy. Ông Levy tỏ ra rất quyết tâm trong việc giữ Kane ở lại và tin rằng bản hợp đồng khổng lồ mới cùng với sự lạc quan của Postecoglou sẽ thuyết phục được Kane. Câu hỏi được đặt ra ở đây là số tiền mà ông Levy có thể bỏ ra để đổi lấy được sự phục vụ của Kane trong mùa giải cuối. Ví dụ, nếu Kane có thể giúp Spurs quay trở lại cuộc đua Champions League, điều đó sẽ tạo nên một cơn địa chấn. Những đội bóng đi tới vòng 16 của mùa giải Champions League trước đó nhận được gần 29 triệu bảng Anh, cùng với những nguồn thu nhập khác như các khoản thu từ truyền thông và bán vé. Levy cũng cân nhắc về những tổn thất có thể ảnh hưởng tới vị thế của bản thân ông tại đội bóng nếu như bán Kane đi. Theo người bảo vệ, Tottenham Spurs có thể trao cho Harry Kane một mức lương mới 200.000 bảng Anh trên tuần, tuy nhiên tiền đạo này vẫn đang quan sát diễn biến của thị trường chuyển nhượng. Tờ báo Anh cho rằng Harry Kane đang có hai sự lựa chọn. Một là tái ký hợp đồng với Spurs, đặc biệt là khi đội bóng có thể cải thiện thứ hạng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Postecoglou, hai là rời đi ngay mùa hè này, hoặc trở thành cầu thủ tự do trong mùa hè tới.